Xin chào các bạn, trong một video thì mình đã từng giới thiệu với các bạn một chiếc mic thu âm cài áo giá rẻ. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc mic thu âm được đánh giá rất cao. Đó là chiếc mic thu âm cài áo của hãng Boya, có mã là BIM1. Trên tay mình đây là chiếc mic Boya M1. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp và trên tay nhanh cho các bạn biết trong hộp có những gì. Bên ngoài hộp thì chúng ta có một tem đổi màu và một mã QR đảm bảo cho các bạn đây là hàng chính hãng chứ không phải là hàng nhái. Các bạn nhớ chú ý đặc điểm này. Cạnh bên của mic thì chúng ta thấy có dòng chữ là dành cho smartphone, máy quay, máy ảnh DSLR, máy tính cũng như các thiết bị thu âm. Chiếc mic này thì tương thích với hầu hết các loại máy thu âm, khá là đa năng. Và đó cũng là lý do vì sao chiếc mic này lại được nhiều người yêu thích đến vậy. Phía mặt sau thì chúng ta sẽ có một số thông tin của mic, bạn nào cần thông tin chi tiết thì có thể tham khảo thêm. Ok, thì giờ mình sẽ mở hộp xem bên trong nó có gì. Bên trong chúng ta có hai quyển sách hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra chúng ta có một túi da để đựng mic. Bên trong được đựng chiếc mic và một số phụ kiện khác. Đây là gói hút ẩm. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc mic Boya M1. Còn đây là gói phụ kiện. Và một điểm đặc biệt nằm lên chiếc mic này được rất nhiều các bạn yêu thích, đó là chiều dài của dây lên tới 6m, do đó bạn có thể đặt mic một nơi, máy một nơi, rất là tiện. Mình sẽ dùng thử cho các bạn xem. Đầu tiên chúng ta sẽ phải xoay cái hình trụ này ra. Bên trong này là nơi đặt pin và các dây kết nối để điều khiển chế độ thu âm cho các hệ máy. Đây là nơi đặt pin. Bên trong có phụ kiện đi kèm thì nhà sản xuất cho chúng ta một viên pin. Có tất cả là 4 phụ kiện đi kèm. Thứ nhất đó là chiếc kẹp cài vào áo. Thứ hai là quả pin. Thứ ba đó là chiếc giắc chuyển đổi từ chân 3.5 sang chân 6 ly và một chiếc mút lọc gió. Chiếc mút lọc gió này chúng ta sẽ lắp vào đầu của mic như thế này. Nó có tác dụng là giảm tiếng tạp âm, chẳng hạn như là tiếng gió. Ok, chúng ta sẽ lắp chiếc kẹp cài áo vào mic. Cũng khá là đơn giản. Và cuối cùng là lắp pin. Mình sẽ lắp nó vào. Đây là loại pin đồng hồ. Nếu hết thì các bạn có thể tới các tiệm sửa đồng hồ để mua. Cực dương sẽ hướng lên trên và cực âm ở phía dưới. Mình sẽ dùng đồng hồ để đo thử cho các bạn xem. Như vậy là cực có dấu cộng, này là cực dương. Bạn lắp đúng chiều như mình đang làm. Các bạn lưu ý là khi lắp pin thì bạn cho sợi dây vải màu đen xuống bên dưới như mình đang làm. Như vậy sau này khi cần thay pin thì bạn chỉ cần kéo đầu dây bên kia là quả pin có thể thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Bạn có thể thấy là nhà sản xuất đã rất chú ý tới trải nghiệm của chúng ta. Và bây giờ thì mình sẽ xoáy nó lại. Như vậy là xong.
Giờ bạn sẽ chọn chế độ cho thiết bị. Chúng ta sẽ có một chiếc nút gạt ở đây. Nếu bạn dùng chiếc mic này cho camera thì bạn gạt lên phía trên, còn gạt xuống là dành cho smartphone. Đây là chiếc jack chuyển sang đầu 6 ly. Với chiếc jack chuyển đổi này thì bạn có thể cắm chiếc mic này vào và Omni để hát karaoke. Như vậy mình đã giới thiệu với các bạn một chiếc mic thu âm khá là đa năng, có chất lượng hoàn thiện rất là tốt. Nói chung thì đây là một sản phẩm rất là đáng tiền cho các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn, đây là âm thanh được mình thu trực tiếp từ chiếc mic Boya 123 123 456.